Mến chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con đường Ngô Quyền, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ với cả nhà một cái quán bún chay nhé cả nhà ơi. Thì cái quán này nằm ở ngay số là 49 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có bán các cái món bún rồi đồ chay nhé. Hôm nay là Kiên đi ngang qua đây, thấy là hấp dẫn quá nên là muốn chia sẻ với cả nhà. Món ăn chay Bình Dân, quán Bình An nhé cả nhà. Mình đi qua mà mình thấy đồ chay nhưng mà mình cứ ngỡ là đồ thịt đó nha cả nhà. Nhìn nó giống thịt luôn á, nhìn con tôm rồi miếng thịt nó y như thật luôn. Đây là có bún chay này, có mì chay này, hủ tiếu chay này, đây có rau này, đây nhìn con tôm nó như thật ha, tôm này là làm bằng bột nhưng mà nhìn nó cả nhà thấy không, nhìn như con tôm thật luôn đấy. Đấy, bên dưới đây là cái này là chả chay này. Dạ. Rồi chúng ta đi vào đây xem chị làm cái này này. Dạ. Ở đây bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Bán 6 rưỡi em. 6 rưỡi sáng tới 9 giờ tối là nghỉ. Dạ, 1 tháng là nghỉ 2 ngày. Đúng rồi, 16 với mùng 2. 16 với mùng 2 là nghỉ. Ở đây là chả chay này, tôm chay này. Đấy, mình thấy là một phần ở đây là bao nhiêu cô nhỉ? Một phần ở đây là bao nhiêu? Một phần là bao nhiêu? 25, 30, 40. 25, 30, 40. Có lẩu luôn đấy, lẩu chay này. Ở đây có lẩu chay này, có bánh xèo chay. Đây là cái đồ nước dùng này. Quán mình bán được bao lâu rồi cô? Quán mình bán được bao nhiêu năm rồi? Quán mình bán bao nhiêu năm rồi chị? 10 năm rồi. Được 10 năm rồi, dạ. Là cái kia bên kia là lẩu chay đúng không? Cái này lẩu. Lẩu chay. Lấy thôi. Đủ món. Dạ. Lấy ra bưng lên. Khoe coi. Đây là lẩu chay, đây lẩu chay đây. Lẩu Thái. Lẩu Thái chay. Chưa có đều nó đẹp quá. Một phần này là bao nhiêu em? 2 người là 120. 2 người là 120. Cái này là gì? Đây là tô bún đúng không? Bún riêu đúng không? Bún riêu chay đúng không? Đây tô này là tô gì đấy? Bún riêu chay. Bún riêu chay. Vlog xin về em vô subscribe cho Sài Gòn Travel. Sài Gòn Travel. Mới ăn đây hả? Mới gặp sống ăn về. Lát nữa làm cho em cái lẩu chay nhá. Rồi, em lẩu Thái nha. Lẩu Thái chay đi. Ăn thử lẩu hai người ăn. Một chén luôn nha, tặng có bốn nha chị. Cái gì cơ? Luôn cho hộp quế không? Cướp á. Lẩu chay thì Kiên ăn rất là nhiều cái nhà hàng lớn rồi, ăn chay rồi nhưng mà đây thì chưa ăn bao giờ nhá. Hôm nay thì mình sẽ thưởng thức món lẩu chay. Cho hộp ấy. Thì nó làm cái hỏi đi. 6 giờ mở cửa tới rồi. Rồi em lấy lẩu chay luôn đi.
Anh ở đây nha cô, anh ở đây, anh ở đây, anh ở đây. Anh ở đây. Cái lẩu cho em ăn ở đây luôn, cái lẩu nãy rồi. Đó đó. Lẩu chay, lẩu Thái. Rồi, dọn lẩu Thái hai người. Lẩu năm nhiêu? Rồi cô cho gia vị vào đây này. Rồi anh lẩu chay nha. Thôi anh lẩu chay đi, anh lẩu chay đi. Lẩu Thái chay ngon lắm. Lẩu Thái chay nấm. Đây là cô chủ đây. Rồi cô là mình nấu đồ chay này được lâu chưa cô? 10 năm. 10 năm rồi, là nấu chuyên đồ chay không? À, mình là đồ mặn đó chứ. À vẫn nấu đồ mặn hả cô? Cô đạo Công giáo, có nghĩa là mình bán thử ngày rằm, sau là ta ăn thấy ngon quá. Người ta nói không, chị bán ngon quá, bán luôn đi. À. Cái đó thôi, để coi tuần sau cái bán dài cái rằm, cái ta nói hoài, cái thấy chị thôi bán luôn. Dạ, yeah. Bán bây giờ 10 năm luôn. Cũng học ai chứ, có mấy cái cô mà ăn chay mà lâu năm đó. Dạ. Có cô đi nhà hàng ở ngoài quận 1 đồ kia đó. Dạ. Cô nói để tao ăn cắp cái này cho mày về này, coi mày làm được không nha. Dạ. Thế là cô về cô đưa, cái về làm xong nó ủa sao mày hay quá vậy. Ở đây khách ăn chay là cô thấy là thường ăn món nào nhiều nhất? Bún Thái nhiều nhất. À bún Thái là nhiều nhất, bún Thái chay chứ. Ăn rồi miếng nhìn lúng lên tới năm mấy món, 60 món luôn. 60 món luôn. Wow. Cô là sao mà buổi sáng chế ra được 60 món chay vậy? Không. Nhưng cô muốn bán cái đó thì cô nhờ mấy đứa nhỏ nó đi mua đồ mặn về đó. À. Xong cô ăn cái cô thử. Dạ. Yeah. Cô thử thì cô làm được. À. Chứ cũng có học ai. Dạ. Có biết bấm điện thoại gì đâu không? À. Người ta nhắn tin nhắn gì tầm lum hết trơn, người cũng đâu có coi được đâu. Dạ. Ở đây mang giày ra. Rồi con sẽ vào con thưởng thức cái món lẩu chay nha. Ngồi trong đây. Đây quán chay Bình Dân, Bình An. Dạ. Hôm nay có bánh xèo mì ý xôi sim. Đấy. Bánh xèo mì ý xôi sim. Ồ trong này còn có hoàn thánh nữa này. Đây có hoàn thánh này. Hoàn thánh rồi có chả gì này. Chả chay này. Nhà thấy là cái tủ của cô đấy. Đây là cái menu quán này. Đây bên trong thì không gian cũng thoáng mát, sạch sẽ. Ngày hôm nay đi ăn với bà xã, hai vợ chồng đi ăn. Ô, nồi lẩu chay hấp dẫn quá. Đây nồi lẩu chay đây cả nhà. Trong này là có nấm là nhiều, nấm. Sắp sôi rồi. Ớt xanh lẩu Thái, lẩu Thái là ăn với ớt xanh đúng không? Này nó không có cay. Dạ. Dạ đúng rồi. Có nhiều người Việt Nam ăn cay không được. Dạ. Rồi cảm ơn anh.
để cho nó sôi chút xíu mình sẽ bỏ tàu hũ kỳ này. Cái này là tàu hũ kỳ nhé, này là bún này, đây có rau này, đây rau, rau bọc rất là kỹ. Cái này giống kiểu mang về quá. Một trăm hai mươi ngàn, 120.000 một nồi. Đây là khoảng 60 món, cô bảo 60 món luôn. Vào đây thì tha hồ mà lựa chọn. Lẩu dê là dê là lẩu dê chắc là lẩu dê chay. Cả nhà bây giờ thì Kiên sẽ thưởng thức cái lẩu chay này nhé. Kiên ăn cũng rất là nhiều quả lẩu chay, mà ăn một cái món mà nó rất là nhiều món ở đây thì chưa ăn bao giờ. Ở đây là hơn 60 món, ngoài món lẩu chay này là hơn 60 món. Rồi, xôi lẩu chay chúng ta sắp chín rồi này, xôi rồi. Đây là đĩa rau này, bên này thì có dầu muối này. Đây, có dầu muối này. Dầu muối, dầu chuối, dầu hoa, nguyên điện nhé. Này là tàu nhút, tàu chút, tàu chút, tàu rút, tàu rút nè, nếu nhớ không nhầm. Rồi rau muống đấy, với lại rau này ăn cái này thì cô bảo là ăn với lại muối ớt xanh nhé, muối ớt xanh. Bỏ tàu hũ kỳ vô hết đi. Đồ chay thì bên trong toàn nấm thôi, toàn nấm đồ chay thôi. Mấy chị khuyên bảo là mời anh em mình đi ăn chay. Sau chắc mình ấy á, lấy về á. Chưa chín đâu, để nó sôi xíu. Cái quán này là nằm ở số là 49 Ngô Quyền, phường 6, quận 10 nha. Đây là tôm này, tôm chay này, tôm chay không? Hình như tôm thật luôn á. Ha, làm hay ha, làm những tôm thật luôn ha. Đây là chả chay nhá, chả chay. Cũng thái luôn. Chả đây. Đây cái này có nấm nấm kim chi, nấm kim châm á. Không phải. Rồi nấm gọi là nấm rất là nhiều loại nấm. Cái này là gọi là chả cá chay. Mối được con tôm mà. À để cho nó sôi chứ. Mình phải thử những nước dùng. Dùng thơm. Đấy, dùng trước đi. Rồi, nấm chín. Mình đi mấy người hả chị? Wow, dùng rất là ngọt. Ngọt thơm lắm. Rồi thôi rồi mình bỏ rau vào ăn thôi nhé. Đây rau là bốn
những nhà hàng lớn thôi nha. Đây ồ, đây nhiều món chứ. Hai vợ chồng ăn hết nồi lẩu này no luôn. 60 món mà. Đây 60 món nha quý vị. Năm ký rồi. Thôi mình bắt đầu mình lấy đồ á. Đây là bún này. Nhiều đồ quá. Quá trời đồ luôn. Rồi kính mời cả nhà nha. Thử trước nha cả nhà ơi. Và xá đó là sau nha. Kinh rất là ăn đi ăn. Đậm đà và ngọt, ngọt thanh. Đi hai người gọi một nồi này là ăn là vừa. Ở đây là 120 ngàn nha các bạn. Wow, ngon quá. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ nhé. Người có dịp ghé số là 49 Ngô Quyền, phường 60. Món chay mới nhất. Rồi, bye bye cả nhà. Cả nhà một buổi tối vui vẻ.